em xin được kính chào quý cô chú và anh chị yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay cũng rảnh rỗi em lên một cái video xin được chia sẻ với cô chú anh chị mình về phân bón đối với lại dòng địa lan theo quan điểm của em thì để mà có được một cái chậu địa lan đẹp thì có rất là nhiều những cái yếu tố tác động vào để mình có được cây địa lan đẹp. Tuy nhiên là phân bón cũng là một trong những cái biện pháp để mình hỗ trợ để tăng cái tốc độ sinh trưởng cũng như chăm được cái cây nó tốt. Các cụ nhà ta dạy rồi, nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Đối với lại tất cả các loại cây thì cái yếu tố đầu tiên là nước, nước không thể thiếu được. Đấy, nước nó phải phù hợp sau đó là phân bón thế thì trước khi chia sẻ với cô chú anh chị về phân để mình sử dụng trong cái việc chăm sóc cây địa lan thì em lên một cái mini game nhỏ cũng muốn là từ nay cho đến tết thì các cái buổi em chia sẻ với cô chú anh chị tất cả các vấn đề về cây địa lan từ việc trồng chăm sóc rồi dưỡng hoa rồi phân bón rồi sau tết thì mình cần phải xử lý cái cây địa nan như thế nào tuy nhiên là để tập trung cho một video thì mỗi một video em sẽ chia sẻ một lĩnh vực thì hôm nay cũng xin được mini game tặng các bác một thân quê hương em sổ ra đó là bông xanh nam toàn với một cái thân thì nó có cái bộ lá rất là to dày và cũng lá cũng tương đối võng cần hoa thẳng thủ tục chơi game rất đơn giản ạ thứ nhất là cô chú anh chị mình cho em một like thứ hai là cho em một ok thứ ba là bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh sau đó là các bác chọn hai số ngẫu nhiên từ 00 đến 99 và nếu như bác nào mà chọn trùng với giải đặc biệt và nhanh nhất thì em sẽ tặng quà cho các bác một thân xanh nam toàn. Đấy các bác chọn đi ạ, chọn hai số đi. Hôm nay là ngày 31 tháng nay là mùng 1, mùng 1 tháng 2 năm 2024 thì em sẽ xem cái kết quả xổ số, số miền Bắc của ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024 để so sánh với lại cái Lựa chọn của các bác. Thế thì um, trở lại với vấn đề chính đó là trồng cây địa lan với phân bón gì cho phù hợp. Thì đây là hai cây, một cây là cây hoàng kim bảo và cây này cũng là hoàng kim bảo mà đều là những cây mà Tết năm ngoái sau khi em chơi hoa xong thì em ngắt hoa và em tiến hành trồng. Vị trí trồng là tương tự nhau đấy và chế độ chăm sóc tương tự nhau chỉ thay đổi mỗi yếu tố phân bón thì em nhận thấy đây các bác à, có thể nhìn thấy này đối với lại cái chậu này nếu anh em nào mà xem nhà nhà em bán hàng ấy, thì cũng biết được cái chậu này thường xuyên em chiếu và cũng mấy lần em lên em định bán cho các bác nhưng hoa năm nay nó chậm quá bởi vì hoa tự nhiên nó, năm nay nó hơi chậm cho nên là chưa chia sẻ cho các bác được còn cái chậu này thì các bác nhìn nhá. À, đối với lại cái chậu địa lan này ấy, thì em sử dụng cái phân bón ri nan à, Riêng cái phân bón ri nan này nó là một cái phân thông minh. Thì trong quá trình trồng em sử dụng với nan kiếm, phan trí xanh Huế vị hoàng thì em thấy rất là tốt, cây sinh trưởng tốt. Và em cũng đã lên những cái video để đây là cái này này, nó hay một cái nha các bác nhá. À, nếu như mà mình 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 bón lâu ấy thì nó sẽ ngấm nước vào đây, thì nó giữ nước giữ mát. À, giờ em bóp nó, nó sẽ vỡ nước ra này đấy, à, nó vỡ luôn nước ra, có à, thấy không? À, thì đây nó là phân thông minh. thì đối với lại việc trồng à, lan kiếm, thì em thấy rất là tốt. nhưng mà khi bón cho địa lan ấy, thì em thấy cái cây nó lên có vẻ như, uh, nó có cảm giác cũng rất là bí cây, à, hay cây nó không nó không thoát lên được. Và măng mầm thì rất là kém Còn cái phân này thì em Sử dụng đối với cái chậu này đó là phân trì sách tay của Nhật Em thấy là Đây nha các bác nhá Cái phân trì này này Cái phân trì sách tay của Nhật này Rất là tốt luôn Nhà em thì có bạn bè Cũng hay đi Đi đi, đi Sang bên Trung Quốc ấy Các bạn lưu ý là phân trì sách tay của Nhật nhá Nhưng mà lại lấy ở bên Trung Quốc tức là nhờ nhờ tức là cái nhà vườn ở Trung Quốc ấy người ta mua cái phân trì này người ta mua cái phân này về sau đó là bạn em ở Trung Quốc người ta sách cho em sách tay cho em về à, thì em trồng bởi vì trước đây em cứ lăn tăn bảo tại sao ấy người Trung Quốc người ta trồng cái địa lan nó tốt như vậy bởi vì đúng là từ phân cho đến thuốc của họ rất là hiệu quả luôn Hôm trước em chia sẻ với các bác một cái loại thuốc chống thối ấy, cái màu trắng ấy, tất cả các nhà vườn Trung Quốc họ đều dùng. À, thì khi mà phun ấy, thì gần như là nó còn không có vết chấm nào. Thì cái đó thì em đã chia sẻ với các bác nhiều rồi. À, cây đây là một cây tàu nhá mà nó lên lên mơn mởn luôn. À, sau đó là mình mới bảo tại sao mà họ trồng cái cây kể cả thanh ngọc rồi hoàng kim bảo rồi triều châu Tô hà nó to như thế thì cái phân trì này này em thi thoảng em giới thiệu các bác ấy nhưng thực tế là năm nay là năm đầu tiên em mới được sử dụng cái phân sách tay này năm nay là năm đầu tiên thì trong quá trình em sử dụng em thấy đây các bác nhìn hoàng kim bảo nhá anh em mình trồng ấy thì trước đây bà em bảo tại sao hoàng kim bảo ấy, nó cũng là dễ trồng thôi nhưng mà cây nó cứ cũng có phần lụi đi tức là cái, cái cái sức sống của nó kém Đấy nhất là khi mình trồng ấy nó hay có hiện tượng xuống lá này hay hiện tượng xuống lá này cây vẫn lên vẫn để măng để mầm vẫn lên nhưng mà khi mà mình trồng ấy, thì em thấy là khả năng cao rất cao bởi vì là uh, cùng chế độ chăm sóc mà cùng khu vực uh, tưới như nhau rồi phân thuốc các loại phòng như nhau nhưng mà cái cây mà mình khác nhau mỗi cái phân này thôi phân này nó, nó cũng uh, tư nước này khi mình bóp mình cũng thấy là nó có hiện tượng bẹp đi đấy thì em thấy là sử dụng cái phân này rất là tốt thì cũng giới thiệu với cô chú anh chị mình mình có thể như một cái bịch như này này có trăm nghìn cả một cái này, này cái này tính ra nó phải nó phải tầm hai nặng rưỡi đấy hai nặng rưỡi đấy, nó có trăm nghìn hay là cái phân phân rilan này này em thấy là cũng ba bốn mươi nghìn đấy mà nó nhỏ hơn nhiều nhỏ hơn nhiều ông này chắc khoảng nặng rưỡi thôi hôm nay 100 nghìn như này thì em thường ấy, là em sử dụng trong 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 cái khoảng tầm 50 chậu cho một cái trăm một cái một lọ khoảng 100 nghìn này Vậy thì tính ra mỗi một một chậu 2 nghìn thôi Đấy thì cũng chia sẻ với cô chú anh chị em từ giờ giờ đi em dùng hết cái phần này à, phân chì sách tay của Nhật còn cô chú anh chị mình có thể lựa chọn các cái loại phân em không biết nhưng mà đây này, cái đây là phân trì 13, 13, 14 Các bác có thể mua cái ở bất cứ cái hiệu nào Nói chung là cái phân trì mình có không có phân trì của nhà sách tay này Thì mình mua cái phân trì 13, 13, 14 cũng được Thì em nghĩ là trước đây em cũng dùng cái phân trì rồi Nhưng mà đợt này dùng cái phân trì sách tay này thì hiệu quả quá Thì em, em cũng Xin được chia sẻ với cô chú anh chị Để mình lựa chọn thôi bởi vì thực ra thị trường ấy thì người ta bán rất là nhiều loại phân. Thì khi mà em thấy là nó hiệu quả trong một số chậu nữa. Nhưng mà đây nó muốn lên một hai cái chậu để cô chú anh chị mình tham khảo thôi. Thì giờ em sẽ vườn em. Em sẽ dùng hết cái phân chỉ này. À, 13 13 14 các bác nhá. À, các bác có thể sử dụng tạm em em xách tay đấy, nên là em phải phải đưa ra một cái lọ như này, em em đóng đóng một cái lọ như này để các bác hình dung. À, cái giá tiền của nó đây khoảng tầm 2 lạng rưỡi mà nó chỉ có trăm nghìn thôi ướm tườngường từ, ra khoảng vậy thì cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị mình còn cái cái này ấy, là em sử dụng cái 12 12 20 đấy thì cũng thấy là khả năng là cái khả năng cái cái Kali um, nó hơi nhiều nên cây nó hơi côn à, Đó cũng xin được chia sẻ với cô chú anh chị mình cái một cái loại phân mà em thấy là cái cây nó sinh trưởng tốt và từ giờ giờ đi vườn em bởi vì mình cũng phải là mình thử nghiệm mình sẽ dùng cái loại phân nào mà mình thấy tốt thì cũng chia sẻ thôi. Cũng một cái mong muốn rất đơn giản là thấy là mình trồng cái gì nó hiệu quả thì mình chia sẻ với cô chú anh chị. Cũng không dám là anh chị mình em mình phải dùng cái này phải dùng cái kia bởi vì các bác cũng có thể tham khảo rất là nhiều anh em nhà vườn khác cũng như các bác cũng tham khảo cái um, uh, kinh nghiệm của mình kinh nghiệm của bạn bè Tuy nhiên là nếu như mình đã tìm ra được một cái loại phân tốt thì cố gắng trong vườn của mình mình lên sử dụng một loại đồng nhất không cần quá nhiều loại phân không cần quá nhiều loại thuốc khi mình đã tìm ra được một cái công thức nó phù hợp cho mình thì mình cố gắng mình sử dụng công thức đó thì cũng uh, mong rằng cô chú anh chị mình lựa chọn được một cái loại phân tốt để mình trồng mình chăm cây cho nó hiệu quả đây cũng uh, cái chỗ xanh an toàn này bây giờ em tiến hành em trồng hết bằng cái uh, trong chuẩn bị đấy chuẩn bị đến mùa để uh, sẽ bón phân đồng loạt đấy thì em cũng uh, chuẩn bị uh, bón hết vườn của em Tất cả bằng cái loại phân trì này uh, Thì uh, em nói lại nhé 13, 13, 14 uh, Cô chú anh chị mình có thể uh, liên hệ Nếu như mà em thì số lượng em thi thoảng em mới sách tay được một ít thôi Thì bác nào có nhu cầu thì uh, nhắn tin cho em Em có thể uh, chia sẻ cho một ít thôi uh, Còn lại các bác có thể ra các cái hiệu Mình tìm hiểu cái loại sách uh, tay 13, 13, 14 đấy cũng có một số anh em nhà vườn cũng sách tay được đấy thì mình có thể siêu tầm rất là cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi livestream của em và một lần nữa là xin chúc các bác là chăm cây tốt khi mình chăm cây tốt thì tinh thần mình sẽ sảng khoái ngắm măng ngắm mầm cũng đã thấy là thích rồi rồi sẽ đem lại những cái niềm vui về tinh thần cho mình thì nó sẽ có những cái niềm vui về thể chất à, xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi livestream của em và các bác tiếp tục chọn số từ 00 đến 99 à, 6 giờ 30 em sẽ xem bác nào trúng game và nếu bác nào trúng game thì vui lòng chụp hình ảnh gửi qua zalo cho em và buổi hôm sau em sẽ công bố game rất là cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi livestream của em em chào các bác nha